mở miệng ra nói là gì bà con là phải hiểu tiền cắt lúa bao nhiêu, tiền giống bao nhiêu, tiền giẫm cấy bao nhiêu, tiền phân bao nhiêu, tiền thuốc bao nhiêu, ở giai đoạn nào gãi cái gì mới mở miệng ra nói là tôi gì bà con nông dân. Còn mà nói ra hết tiền cắt lúa tôi không biết, tiền phân tôi không biết bao nhiêu, tiền thuốc một vụ không biết bao nhiêu, thì đừng bao giờ nên mở miệng ra nói là tôi gì bà con nông dân, không có đúng. Chỗ ông anh thì ông xài hết luôn công thức phân và thuốc xịt luôn bà con. Còn hè còn tươi ghê không, nhiều người nhìn vô vàng lá này đừng chê nha, đây nè hè nó còn tươi gói à. Khi mà nó lấy hết cậy á nó cháy cái chót, nhưng mà cái hạt mình còn tươi nè thì vẫn đạt ok nha. Còn mà nhiều vàng lúa mà nó xanh quá, nó đẹp quá đi, mà cái phần cậy nó lấy không hết cũng rất là dở nha bà con. Giữ cái lá này làm gì, có phải là cho tươi cái hạt không? Cháy lá nhiều dẫn đến cái tình trạng là lúa bà con nó bị khô, cân không có ký mới lo. Còn cái hàng này còn rất là tươi và màu lúa cũng còn rất là đẹp nha bà con. Đối với cái vụ này thì cái việc mà đậu ôn á, lương thế nó cũng tương đối, nó không có nặng. Nhưng mà cái mùa thu đông tới thì cái lượng giống bà con xạ có thể là trừ hao đó, có thể là 20, 21, 22 tùy cái tỷ lệ nảy mầm nha. Để cho bà con đỡ cái công giẫm cấy là một. Thứ hai á, khi mà vàng lúa bà con lỡ mà gặp mưa quá thưa đi, bà con sẽ đi cái lượng phân rất là cứng tay, bà con sợ là không có mạ, thì nó sẽ kéo theo cái rủi ro là bị đậu ôn sụp mặt. OM18 thì thường cái công thức phân mà lưng đi nhiều, lưng gãy nhiều nhất luôn là sẽ chen NPK mùa mưa, đặc biệt là mùa mưa ở vụ hè thu và thu đông. Vụ này vẫn còn thuận đó, chứ tới cái vụ thu đông tới là cháy về lá kinh điển luôn. Nên là bà con có thể là đi cái lượng đạm ở đầu vụ hơi cứng tay á, nhưng mà quay lại tới thời điểm đồng mình có thể là mình giảm lượng đạm xuống. Mùa này cháy về lá nó còn nhẹ đó, chứ cái mùa tới ha, cháy về lá đối với OM18 rất là nặng. Nên là cái bài là NPK và kết hợp kali UG á. Còn công thức phân á thì có thể là bà con chia nhỏ đầu phân đầu để mà bà con gãi, gãi ngót ở thời điểm thí dụ mưa liên tục đi, thì ở thời điểm 5 ngày hoặc là 6 ngày bà con có thể là kết hợp để mà gãi ngót được rồi. Công cát khoảng 7 kg, rồi bắt đầu quay lại là 12 cho tới 14 ngày là ở thời điểm đó hầu như là gãy thứ cấp nó ra rất là nhiều rồi bà con. Mình sẽ tính cái đầu phân nhất DUG và DB. Cái lượng UG và DB ấy, tùy cái mặt lúa. Thí dụ lúa thưa thì mình đi đạm nhiều xíu, có thể là gãy 8 kg. Còn lúa mình được đều thì có thể là bà con gãy cái tỷ lệ là 77 hoặc là 66 nếu mà lúa thời điểm đó còn tốt, kèm với 2 kg kali, để tránh tình trạng là mưa dập hoài nằm chảy trên mặt nước. Rồi quay qua là tầm khoảng chừng 1 cho tới 2 ngày sau khi gãy, mình sẽ tiến hành xịt màu thoa hợp chòi. Lại vàng lúa bà con rất là đều, nở chòi cũng tốt. Những vàng lúa bà con thưa á, rồi bắt đầu đến thời điểm là 22, 23, 24, 26, ví dụ 22 á, lúa của mình nó xuống vàng thì mình gãy 22. Còn tới 22, 23 mà lúa mình còn đẹp quá đẹp đi thì có thể là bà con nới ra 25, 26 mình gãy bà con, không có gãy gấp. Tránh cái tình trạng là lúa của mình nó ăn chưa hết phân, mình không biết nó đang phát như thế nào mà mình gãy chập liên tục á, quay qua có đầu mưa sập sò mà đám sương mù, đầu sập mặt, xịt rất là mệt luôn. Nên là đó là những cái kinh nghiệm mà Lương muốn chia sẻ với bà con, để bà con làm nếu mà quyết định làm OM18 ở vụ thu đông. Bộ lá nó cháy chót thôi bà con, chứ cái vàng bông thì rất là đẹp. Phưởng thì Lương cho xịt tới 3 cử luôn nha, phưởng ai farm á, xịt chỗ sẹt chỗ đều công với me. Mùa mưa thì cái vụ thu đông tới mình vẫn xịt giống nhau đó bà con, cử chỗ sẹt là carbola kẽm, rồi kết hợp là phưởng ai farm 3 cử liên tục học y. Đài thơm 8 cũng vậy luôn, nếu mà ai làm giống cho công ty á. Còn đối với Lương thì Lương không có khuyến cáo làm đài thơm 8 ở mùa mưa nha, đài thơm 8 nó chỉ thuận ở vụ đông xuân thôi. Còn hạt thì Lương thấy là sáng tương đối, và lúa này đẹp, đẹp hạt, đẹp lúa. Chứ vụ đông xuân thì cái lượng phân á, mình gãi sẽ cứng hơn và thậm chí là mình sẽ gãi thêm cửu nu bắp. Nên là mỗi mùa á, mình sẽ làm cái năng suất theo mùa đó và chi phí theo mùa đó. Hai cái mùa bất lợi hè thu thu đông, ở đây thì đồng của anh 3 vụ liên tục nè.
đó, nên là mình làm thủ chi phí thôi. Bà con cũng phải là suy nghĩ theo cái hướng đó, chứ không phải là vụ nào làm cũng chắc hết, bởi vì cái thời tiết nó thay đổi đột ngột, rồi mưa gió mưa nắng thất thường ở cái vụ hè thu thu đông á, mình không lấy hết được năng suất. Đó là những cái vấn đề bà con cần phải lưu ý đó. Đó, đầu ôn giai đoạn lúa nhỏ nếu mà làm môi 18 ở vụ thu đông, rồi cái bệnh đốm vàng đó là xịt giai đoạn đón đồng hoặc là ôm bắp, rồi sơ đục thân nè, rồi kết hợp là đi cái công thức phân chen NPK. Mình chấp nhận làm dòng bông nó gôi gôi thôi, không cần bông bự mà cái tỷ lệ hàng chắc mình cao, chứ bông bự quá bự đi mình mưa liên tục mình cũng ăn không hết, mình cũng lấy gạo cũng không hết, và cái vấn đề đổ ngã nó rất là dễ xảy ra luôn. Chỗ anh thì anh tin tưởng anh kết hợp hết luôn tất cả quy trình đó, từ thời điểm lúa nhỏ cho đến luôn cái thời điểm là chính hiện tại, chủ yếu là đợi coi cái năng suất như thế nào thôi. Thì thông qua video bà con có thể là đánh giá giùm cho Lưng đó, cái năng suất cái dàn lúa E18 này nha. Ở đây thì có nhiều người cắt thì 18 bao có, 19 bao có, cũng kha khá bà con rồi đó, nên là cái năng suất cái dàn lúa này cũng mơ ước được là sông mã mà thôi hợp chồi để tiến hành cái cử công trái me, rồi còn mưa nhiều thì kết hợp thêm cử phấn nữa. Qua mỗi giai đoạn, qua mỗi thời điểm mình sẽ nhìn cái dàn lúa của mình, rồi mình sẽ quyết định là gãi phân thêm hay là không gãi phân thêm, rồi mình sẽ quyết định là xịt đỏ đuôi hay là không xịt đỏ đuôi. Còn cái mùa tới thì bà con có thể là kết hợp nè 380 nè, 344, 5451 và UE18. Mỗi cái giống đó, nó sẽ có cái nết riêng. UE18 thì đã ôm giai đoạn lúa nhỏ nè, trái bìa lá từ thời điểm đồng cho tới luôn thời điểm lúa bà con công trái me. Còn em 34, em 380 á, chủ yếu là mình chỉnh cái công thức phân đó, đạm nhiều ở giai đoạn lúa nhỏ, quản lý đạo ôn thì lớt lớt thôi, vẫn có sâu đục thân nha và đốm vàng đó, nên là kết hợp sâu đục thân với đốm vàng. Rồi đến thời điểm mà đóng đồng á, OM 34, OM 4451, OM 380 và ngay cả OM 18 hạn chế lượng đạm lại, mình sẽ ưu tiên đi NPK và kali. Ok chưa? Đó là kinh nghiệm mà Lưng quản lý và Lưng áp dụng công thức phân đó, chứ không phải là nói là giao hết cho thuốc nghe. Mình làm lúa thuốc phân lúc nào cũng phải đi đôi song song với nhau, và cách Lưng làm cũng vậy. Rồi mình phụ thuộc vào cái đặc tính giống nữa để mình đi phân. Còn E18 thì cái lượng phân á nó sẽ nhẹ hơn 5451, chứ không có nặng giống như 5451 nhưng mà con, và cái việc mà nở trò nở bụi của E18 cũng tốt hơn, nên là cái lượng giống thì thường là nó thấp hơn là tầm khoảng 2 kg, chứ không có xạ về giống như là UM5451, UM18 nở chồi tốt. Nhưng mà cái mùa mưa thì bà con cũng nên làm cái dàn bông gôi dày. Vụ đông xuân thì cái dàn lúa Lưng đảm bảo là Lưng làm sẽ khá hơn dàn lúa này, nhưng mà ở thời điểm mà hè thu đông nên thủ lại nha, ăn chắc mặt bền. Dàn bông thì cũng liền lạc lắm bà con, chắc lắm. Đó, công thức phân mà con thấy đó, dàn lúa tầm khoảng chừng 80-85 xăng gì, không có cao, nó tầm khoảng đó thôi. Tại vì mình chen NPK, rồi mình chen thêm kali nữa, bông gôi gôi thôi. Vụ hè thu đông không cần bông bự, đất gò thì sẽ hơi dày nha, cho cái đầu cây của mình nó nhặt cắt cấu bao lắm. Mưa thì phải chấp nhận lép, lép lai gai là phải có, chứ không thể nào mà đẹp sáng hực 100%. Đó, bông trăm hạt là trăm hạt hết, không có đâu. Đó là mình trừ heo, một bông thì tầm khoảng chừng 5-7% tỷ lệ hạt lép á, ok. Thì bà con có thể là kết hợp một thân hợp chồi để mà tiến hành xịt giai đoạn lúa chỗ sẹt nha, nếu mà bà con thấy nó yếu lực. Rồi công trái me mình đưa một thân hợp chồi vô để mà mình trợ lực. Cái vai trò của một thân hợp chồi xịt giai đoạn lúa chỗ á, nó sẽ hỗ trợ cái vấn đề là dinh dưỡng là một, tức là trợ lực thêm dinh dưỡng nè, tại mình phun qua lá mà năng được liền. Cái thứ hai nữa là hỗ trợ điều hòa sinh trưởng, giúp cho dàn lúa của mình nó quang hợp được tốt và nó sẽ thụ phấn được tốt nữa. Đó, nó tăng cái tỷ lệ mà thụ phấn cho dàn lúa của bà con. Yếu lực hãy xịt nha bà con, mới tốn tiền. Còn dàn lúa bà con đi theo quy trình có lực, và cái điều kiện mà cái dàn lúa nó có lực, nó ngon lành rồi thì thôi khỏi tới công trái me mình đưa vô, mình trợ lực ở thời điểm công trái me là ngon lành rồi. Mình phải coi dàn lúa mình như thế nào.
da trứng cá mình phải hiểu là khi mà lúa của mình nó chưa chín hoàn toàn mà bà con cho thu hoạch rồi, khi mà máy thu hoạch á nó không có ra hết là bởi da trứng cá. Còn mùa mưa á, những cái dàn lúa mà bông bà con hơi khủng á, tức là khủng hơn dàn lúa này, thì bà con có thể là kết hợp thêm kali để mà thúc gạo á, cử đỏ đuôi để mà cho nó chín hoàn toàn luôn cho tới thời gian thu hoạch, thì thường là tầm khoảng 15 cho tới 18 ngày á ẩn đuôi đó là Lân sẽ cho kết hợp kali chung với gabasito để mà xịt trợ lực vừa đấm vừa so luôn, tức là đưa kali để cho chuyển quá tinh bột tốt, rồi kết hợp gabasito để mà dưỡng lá dưỡng hạt luôn, để mà đến thời gian thu hoạch đó hạt mình vẫn còn tươi, mình cân có ký nhưng mà nó vẫn chín hoàn toàn.